Bản tin Bộ Y tế ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho biết, cả nước có 839 ca COVID-19, 5.959 ca khỏi. Trong ngày không có ca tử vong nào, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.746.470 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.466 ca nhiễm. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 5.959 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.681.318 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 24 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 19 ca, thở oxy dòng cao HFNC 3 ca, thở máy không xâm lấn 0 ca, thở máy xâm lấn 2 ca, ECMO 0 ca. Từ 17:30 ngày 29 tháng 6 đến 17:30 ngày 30 tháng 6, ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân, xếp thứ 27 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Trong ngày 29 tháng 6, có 1.192.491 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 232.125.960 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 205.781.475 liều. Mũi 1 là 71.498.080 liều, mũi 2 là 68.869.739 liều, mũi 3 là 1.509.790 liều, mũi bổ sung là 14.835.919 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 44.977.655 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 4.090.292 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 18.378.314 liều. Mũi 1 là 8.996.756 liều. Mũi 2 là 8.643.990 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 737.568 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 7.966.171 liều. Mũi 1 là 5.889.467 liều. Mũi 2 là 2.076.704 liều.